Ngoài xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Quý vị đang tìm cho mình một ngôi nhà chỉ hơn 2 tỷ hoặc quý vị đang có tài chính 600 đến 700 triệu tiền mặt thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này với hướng nhà là hướng Tây Bắc, thiết kế 32 mét vuông, xây dựng là 4 tầng với đường ngõ trước nhà thực tế là được khoảng tầm hơn 2 mét, cách kia là đường ô tô đi lại, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, vị trí giao thông đi lại thuận tiện. Thiết kế của ngôi nhà 4 tầng xây mới thoáng, không phải là mặt ngõ thông và nó là căn trong cùng mọi người ạ. Với thiết kế cửa chính hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Nhà xây mới chỉnh chu theo đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, sáng mua chiều có thể dọn đồ về ở được. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng 100%, tất cả những căn nhà ngọc ánh quay review gửi tới quý vị là nếu sổ đỏ pháp lý chuẩn chỉnh không nằm trong quy hoạch thì bên ngân hàng mới hỗ trợ quý vị vay tới 70-80% giá trị của ngôi nhà được, đúng không ạ? Cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm, những căn nhà em quay review cho quý vị lúc nào cũng chuẩn chỉnh, nhà có sao thì chia sẻ cho quý vị như vậy, đến xem nhà thực tế là như vậy, cái cung đường đi em chia sẻ cũng tương đối mọi người nhé. Và vị trí của ngôi nhà này thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, giá bán chỉ hơn 2 tỷ một căn, rất là rẻ và hợp lý cho một hộ gia đình mà nhà trẻ không có điều kiện mua thẳng thì có thể mua trả góp. Và hiện tại lãi suất của ngân hàng đang rất rất là hợp lý, rất là thấp mọi người ạ. Lãi suất tiền gửi vào thấp cho nên lãi suất tiền vay cũng rất là thấp. Căn nhà mới tinh, được thiết kế phòng ngủ rộng rãi, thoáng mát. Quý vị nào mà đang hợp hướng Tây thì đừng bỏ lỡ nhé. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Với phần phòng khách, chủ nhà có lắp một bộ sofa. Đây, thực tế cho quý vị. Phần mặt tiền của ngôi nhà được hơn 3,5 m, rất là hợp lý, thoáng mát. Cửa chính thiết kế hai lớp, vị trí xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, chợ trường, phường trạm đầy đủ, trạm y tế, rồi là Ủy ban Nhân dân, phường Yên Nghĩa rất là gần, gần với lại trục đường quốc lộ 6 mở rộng. Và sẽ phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Hoài Đức, đi làm ở Chương Mỹ, mọi người nhé. Tính từ vị trí ngôi nhà này lên tới trung tâm ngã tư Sở chẳng hạn, thì nó sẽ rơi vào phạm vi cái bán kính khoảng tầm 12 km, mà lên tới trung tâm Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội nó sẽ rơi vào khoảng tầm 17 km. Đây là phần tầng 1. Ngoài phòng khách thì ở đây thiết kế thêm phòng bếp cho quý vị. Toàn bộ phần tủ bếp thiết kế gỗ mơn hết, chống cong vênh, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ, chậu rửa, vòi rửa đấy, chất liệu inox 304, mặt bếp ốp đá granite, xung quanh bếp ở đây là ốp gạch. Ngoài ra phần tầng 1 thì chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng. Tay vịn của trụ cầu thang đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Chủ nhà thiết kế toàn bộ là gỗ, ngăn cách cầu thang cửa chính cũng lắp đặt cho mình một vách CNC, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể đường, hướng, giá, vị trí cho quý vị rồi. Thế thì những cái tầng tiếp theo ở phía trên của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng ra sao? Mời quý vị đừng rời mắt khỏi video nhé. Và trên với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị, một phòng vệ sinh thiết kế bên ngoài, một phòng ngủ thiết kế ở bên trong. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Với phòng ngủ, chủ nhà thiết kế cho quý vị rèm cửa, cửa sổ hai lớp. Bên ngoài là thiết kế là cửa nhôm kính, bên trong là thiết kế cửa sắt sơn tĩnh điện. Rồi là với phần phòng ngủ này rất là rộng thì chủ nhà có kê một chiếc giường cho quý vị ở đây rồi. Phòng rộng, vuông vắn, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Gạch này là gạch thiết kế gạch 60-60 nha mọi người. Đấy, phòng ngủ rất là rộng, vuông. Phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Phần phòng vệ sinh đây ạ. Phòng vệ sinh thiết kế đầy đủ bồn cầu. Chủ nhà lắp thêm một bình nóng lạnh Roxy. Hệ thống sen tắm, chậu rửa, vòi rửa, xong hết cho quý vị rồi. Đó, và trong cái không gian phòng vệ sinh thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới gần như là trần, rất là sạch sẽ, màu sắc rất là nhã nhặn. Đây là phần tầng 2, mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Lên trên phía tầng 3 là có 3 phòng, có 2 phòng ngủ riêng, rộng, thoáng,
bán nhà theo hiện trạng, cho nên quý vị đến xem nhà có như thế nào thì nó y như vậy nhé. Tất cả những sản phẩm hiện tại đang có trong nhà, giường, rèm là đều bán theo hiện trạng. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Đây, thực tế là nếu như đóng cửa vào, phòng ốc rất là rộng và vuông mọi người ạ. Đấy. Cái này còn kê tủ quần áo, bàn phấn, trang điểm, kể cả là học hành, bàn học của con thì phòng này tương đối là rộng. Phòng vệ sinh ở bên ngoài của tầng 3. Đây là phần phòng vệ sinh ở tầng 3 bên ngoài mọi người nhé. Thiết kế ở phòng vệ sinh này là có một ô giếng trời thông thẳng lên trên phía tầng 4 để lấy ánh sáng cũng như là không khí thoáng vào cái không gian phòng vệ sinh ở tầng 3. Rồi là tầng 3 thì chủ nhà thiết kế cách điệu hơn để cho quý vị một cái tủ kệ ở đây. Hệ thống bồn cầu sen tắm đầy đủ. Đấy, công năng sử dụng phù hợp cho từng tầng. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tầng 2, tầng 3, tầng 1 có anh đã review cụ thể rồi. Mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Và có anh đang đi lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với trên tầng 4 thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy ánh sáng thoáng từ trên phía tầng 4 xuống khu vực cầu thang. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế là gỗ. Đây là phần không gian để máy giặt riêng. Và đây chính là cái ô thoáng để lấy cái không khí xuống cái phần tầng 3 trong phòng vệ sinh mà em vừa mới chia sẻ xong với quý vị ạ. Đấy, đây là để máy giặt, sàn thoát nước, đầu cấp nước. Trên tầng 3 thiết kế không gian riêng cho quý vị, ở đây là một phòng riêng, quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích, công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đây là có ban công. Ban công này tương đối là thoáng. Còn phần phơi ấy mọi người ạ, thì nó phơi ở phòng ở phần chỗ kia. Phơi ở chỗ để máy giặt. Bây giờ nó có làm dàn phơi thông minh, rất là tiện, vừa nhỏ nhắn vừa tiết kiệm diện tích. À, phơi phóng vẫn đầy đủ, nhà nào bây giờ máy giặt cũng vắt rất là khô rồi. Nói chung là nhà có sao thì em chia sẻ với quý vị như vậy. Với một ngôi nhà 4 tầng 32 mét thiết kế tương đối là hợp lý. Nếu như quý vị không để ở trên này mà làm phòng thờ mà làm phòng riêng thì là có 3 phòng ngủ riêng biệt rộng thoáng. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết về cái ngôi nhà này 4 tầng xây mới chuẩn chỉnh sổ đỏ pháp lý rõ ràng thì liên hệ ngay với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0953 0143 hoặc 0888 041 44 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.